Nhà tôi ở quê, nhãn lồng cứ mọc đầy bên mé sông, trong rẫy, sau hè. Chỉ cần một chút nắng, rồi một chút mưa và một chút phù sa của đất mẹ là cây sẽ sinh sôi, phát triển, đâm hoa, kết trái. Giống hệt bọn trẻ con nhà nông như chúng tôi, suốt ngày chân đất, dăn nắng lội sông, ăn rau vườn cá đồng, mà đứa nào cũng mạnh cùi cụi, rắn rỏi và mạnh dạn. Thằng Út em tôi cũng vậy, 8 tuổi nó biết bắt ốc, cắm câu. Cứ mỗi mùa lúa nó lại ra đồng bắt chuột, móc lúa hay lượm hột vịt mà đám vịt chạy đồng vô ý đẻ rớt. Từ ngày má mất ngủ, nó có thêm một công việc mới, đó là đi bứt nhãn lồng. Mấy bác hàng xóm nói nhãn lồng xứ này mọc không nổi với thằng Yên. Cũng bởi nghe ở đâu có nhãn lồng là nó đi gom về hết. Đợt non nó biểu tôi nấu canh cho má ăn, phần thân già thì nó rửa sạch, phơi khô, nấu nước cho má uống. Còn trái chín vàng nó dành riêng làm quà giặt ăn cho đỡ buồn. Mỗi tối sau khi má ăn xong, nó lại canh xem tối nay má có ngủ được không. Nhưng cái thằng đúng là con nít, mới đó mà nó đã ngáy khò khò. Sáng hôm sau khi thằng Út hứng hững hỏi má, hồi tối má ngủ được không má? Được, má ngủ ngon lắm. Má biết ý nên trả lời như vậy. Nghe má nói, thằng Út lại nhanh nhảu đi bứt nhãn lồng về cho má. Má lại ăn nhiệt tình, và tối tối má lại mất ngủ. Không phải vì nhãn lồng của thằng Út không có hiệu quả, mà chỉ vì má vẫn chưa thể bớt lo.